Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Võ Tắc Thiên là chính trị gia mạnh mẽ, giúp cho nhà Đường đi đến thống nhất, thịnh vượng, khai nguyên thịnh đế. Ngược với quan điểm của một số nhà sử học khác, còn so sánh giữa công và tội, cho rằng Võ Tắc Thiên vừa khôn ngoan, vừa ngu xuẩn, thành tích trị vì thiên hạ trong 21 năm không có gì đáng kể, ngoài việc giết người không gườm tay và loạn dâm không trừ một ai. Dù sao đi nữa, Võ Tắc Thiên cũng xứng đáng là người đàn bà độc nhất cổ kim, và việc bà di chiếu không lập văn tự trên bia mộ cũng là nguyên nhân khiến hậu thế tranh luận chưa ngã ngũ. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Với bản chất ngoan cố ấy, tuy Võ Tắc Thiên đã biết mình và bọn tay chân sai lầm, vẫn không chịu sửa đổi. Nếu vẫn cho họ giữ chức như cũ, thì hóa ra là mình tự thú nhận sai lầm hay sao? Do đó mấy hôm sau, Võ Tắc Thiên xuống chiếu xử lý các quan lại được coi là tình nghi có lòng phản nghịch, biếm Địch Nhân Kiệt xuống làm huyện lệnh ở Bành Trạch, thôi Tuyển Lễ làm huyện lệnh ở Di Lăng, nhiệm Chi Cổ làm huyện lệnh ở Giang Hạ, Ngụy Nguyên Trung làm huyện lệnh ở Bồi Lăng, Lư Hiến làm huyện lệnh ở Tây Hương, Bùi Hạnh Bàng bị đẩy xuống Lĩnh Nam. Trong chiếu thư không hề nhắc gì đến trách nhiệm của bọn Lai Tuấn Thần, Chu Hưng. Kết quả như vậy cũng đã là đặc biệt lắm rồi. Từ trước đến nay chưa có vụ án nào lại được Võ Tắc Thiên tha chết hàng loạt. Việc lạm dụng hình phạt tàn khốc để cai trị, giữ vững ngai vàng của Võ Tắc Thiên đã sản sinh ra một lớp quan lại ngồi trên ghế nhằm vào mục đích vinh thân phỉ gia hơn là lo cho quốc gia. Những kẻ sĩ quan lại có lòng vì nước vì dân hầu như đã thiệt mạng gần hết, số còn lại ẩn nhẫn chờ thời cơ. Điển hình cho tính cách của quan lại đời Võ Chu là hai câu chuyện được người dân Lạc Dương truyền tụng. Khi người em được phong làm Thứ Sử Đại Châu, trước khi lên đường phó nhiệm, Tể tướng Lâu Sư Đức đã hỏi: muốn bảo toàn được tính mạng và chức tước, người phải ứng phó ra sao? Người em liền đáp: dù có nhổ nước bọt vào mặt, em cũng chỉ chùi đi mà thôi. Như thế có thể bảo đảm tính mạng được chưa? Lâu Sư Đức lắc đầu trả lời: chưa được. Người dám nhổ vào mặt em tức là đã có oán hận gì rồi. Hắn lại có can đảm sỉ nhục em thì tất có can đảm vu cáo em những tội danh hoang tưởng nhất. Vì vậy khi bị người nhổ vào mặt, em nên bình thản chùi đi và cười vui vẻ. Coi như không có thì mới yên tâm được. Câu chuyện thứ hai là một thứ triết lý nhẫn nhục đê tiện của một tể tướng họ Tô tên Vi Đạo. Theo Tô Vi Đạo thì phương pháp giữ mình hay nhất là việc gì cũng không nên quyết đoán, bao giờ cũng tỏ thái độ lưng chừng, tránh phiền phức vào thân. Triết lý trốn tránh nhiệm vụ lo bảo toàn tính mạng của Tô Vi Đạo được rất nhiều quan lại thời ấy tán tụng, thậm chí nâng lên hàng nhân sinh quan, thì đủ biết sự khủng bố tàn nhẫn của Võ Tắc Thiên đã làm cho triều đình Võ Chu trở thành một hí trường mà quan lại là những con rối mua vui cho bà ta, không còn thể thống gì nữa. Tuy nhiên sự trấn áp quá đáng cũng không thể làm cho con người có tâm huyết nhẫn nhịn được mãi. Điện tiền ngự sử Lý Tự Chân một lần đã lấy hết can đảm dâng tấu: hiện nay số người cáo tố quá nhiều, hầu hết là giả dối. Vu cáo hay muốn trả thù riêng chứ không phải sự thật, cũng không phải vì lòng chung với bệ hạ. Họ nghĩ đến lợi ích của mình mà không biết rằng vu cáo chính là gây ra sự ly gián giữa hoàng đế và tôi thần. Tôi thần run sợ, không dám nói sự thật, nên hoàng đế mơ hồ không biết chân giả ra sao. Rốt cuộc đâm ra nghi ngờ lẫn nhau. Theo thần được biết thì từ trước tới nay các triều đại sử dụng cực hình rất thận trọng.
Xét xử một vụ án phải qua nhiều cấp, phối hợp chính xác mới kết luận được. Này bệ hạ tin dùng người dưới ban cho quyền hạn xét xử quá lớn, không qua bộ hình, chẳng nhắc gì đến môn hạ tình. Như thế tức là đoạt quyền sinh sát của hoàng đế mà tác oai tác quái. Những việc ấy đều làm hại đến quốc gia, xin bệ hạ minh xét. Võ Tắc Thiên đọc xong sớ tấu, không để ý gì đến mà cũng không trách phạt Lý Tự Chân, khiến mọi người đều ngơ ngác, không hiểu tâm ý của nữ hoàng đế ra sao. Tuy nhiên, sớ tấu của Lý Tự Chân cũng có một số tác dụng nhất định. Từ đó về sau, không ít quan lại bắt chước dâng sớ, xin Võ Tắc Thiên hãy giảm bớt khốc hình, trừng trị những ai lạm dụng hình phạt để mưu lợi riêng. Cùng với những sớ tấu liên tiếp dâng lên, Võ Tắc Thiên xem lại thì quả nhiên còn số người đứng ra cáo tố cao khủng khiếp, mỗi năm mỗi tăng thêm, khiến bà đâm ra lúng túng, có nhiều việc quyết định hết sức mâu thuẫn nhau. Bọn Lai Tuấn Thần, Chu Hưng thấy Võ Tắc Thiên qua việc Địch Nhân Kiệt và một số đại thần hoàn toàn vô tội mà vẫn không trách phạt gì mình thì lại càng lộng hành. Vào năm Thần Công Nguyên Niên 697, bịa chuyện vu cáo cho cả Duệ Tông và Trung Tông toan tính mưu phản. Chẳng ngờ việc này liên quan đến cả vương tộc họ Võ và trực tiếp đến Thái Bình Công Chúa, con gái của Võ Tắc Thiên, vốn là người được bà yêu chiều tin cậy nhất. Đây là giọt nước làm tràn ly, khiến Võ Tắc Thiên nhớ lại lời minh oan của cậu bé họ Nhạc và tể tướng Địch Nhân Kiệt. Võ Tắc Thiên theo kế của Địch Nhân Kiệt tiến hành cho bọn Lai Chu thẩm vấn lẫn nhau. Hai tên này tuy cùng một bè phái, ngoài mặt giao du thân thiện nhưng trong lòng luôn tìm cách hại nhau để tranh quyền thế. Khi Lai Tuấn Thần được lệnh của Võ Tắc Thiên thẩm vấn Chu Hưng vì có người tố cáo hắn âm mưu làm phản, Lai Tuấn Thần như mở cờ trong bụng, bởi cùng một đàn với nhau rất khó tránh khỏi phải cùng nhau giành miếng xương, diệt được tên nào hay tên ấy. Lai Tuấn Thần tuân lệnh sửa soạn đâu đó xong xuôi rồi mới mời Chu Hưng đến nhà tiệc tùng. Việc giao du chè chén giữa hai tên này không có gì là lạ, nên Chu Hưng chẳng để ý gì, vui vẻ đến ngay phủ họ Lai. Khi rượu đã được vài tuần, Lai Tuấn Thần giả vờ thở dài, đăm chiêu nghĩ ngợi, đến mức không nghe Chu Hưng đang thao thao bất tuyệt nói về cách thẩm vấn tội nhân tiên tiến nhất mà hắn đã áp dụng. Nghe Chu Hưng khoe khoang luôn luôn đạt kết quả thành công, chưa tội nhân nào thoát khỏi tay hắn, Lai Tuấn Thần liền gật đầu nói: "Hai hôm nay đệ thẩm vấn một tên phản tặc, đệ đã dùng đủ mọi cách, từ dụ dỗ cho đến khảo hình khốc liệt nhất, mà hắn một mực không nhận tội, cũng không thèm ký vào tạ tử biểu, thậm chí có khi còn lớn tiếng mắng chửi đến cả tổ tiên đệ nữa." Chu Hưng đang có men rượu, hớn hở khoe: "Ai, chẳng có gì phải giấu. Bây giờ Lai huynh tìm một cái nồi đồng to, vừa vặn một người ngồi vào, đậy nắp bằng xích cho thật chắc, rồi đốt lửa xung quanh. Bảo đảm chỉ một canh giờ là tiên thánh cũng phải khai ra hết. Nếu không khai, ba canh giờ sau, xương thịt của hắn nát nhừ, mang đổ xuống sông là xong." Lai Tuấn Thần ngồi bật dậy, mặt tươi tỉnh hẳn ra: "Trong phủ của đệ cũng có một cái nồi như thế. Xin Chu huynh tiện đây chỉ dẫn tận tình thì đệ cảm ơn vô cùng." Chu Hưng bằng lòng ngay. Chờ khi quân sĩ mang nồi đồng ra, Chu Hưng hăng hái chỉ dẫn. Nào phải cho người vào nồi ra sao, đốt lửa nhỏ liu riu phía ngoài cho thật đều nóng, còn cẩn thận dặn phải làm cho một cái lỗ thông hơi phía trên, nếu không phạm nhân sẽ chết rất mau, không kịp thú nhận tội lỗi.
Chu Hưng chỉ dẫn đến đâu, Lai Tuấn Thần sai bọn quân sĩ thực hành đến đó. Chẳng bao lâu ngọn lửa đã bùng cháy theo ý muốn. Khi ấy Lai Tuấn Thần mới biết, bất ngờ quát lên một tiếng. Hồ quân sĩ súng lại trói chặt Chu Hưng lại, sầm mặt nói, có người tố cáo với Hoàng thượng là người âm mưu tạo phản, nên là giao cho ta thẩm vấn. Người đã nghĩ ra hình cụ này, thì ta áp dụng thử xem người chịu đựng được đến đâu. Chu Hưng nghe vậy chết cứng cả người, mặt tái đi không còn chút máu, run rẩy xin được ký vào tạ tử biểu. Lai Tuấn Thần chờ Chu Hưng ký xong thì liền cười nhạt, cho biết đã được lệnh của Võ Tắc Thiên là không tha chết, nên lập tức sai quân sĩ xúm lại ấn Chu Hưng vào nồi, sau đó mang tờ tạ tử biểu vào cung dâng cho Võ Tắc Thiên. Khi ấy dù ngu ngốc và muốn bao che cho thuộc hạ đến đâu, Võ Tắc Thiên cũng nhận ra sự thực, lời nói của cậu bé họ Nhạc không dối trá chút nào. Mà đã không có dối trá thì chính Lai Tuấn Thần cũng phải chết để yên lòng dân. Võ Tắc Thiên lạnh lùng nói luôn, ngươi đã thấy cái chết của Chu Hưng rồi đó. Vì ngươi phục vụ ta nhiều năm nay, ta không muốn ngươi cũng chết thê thảm như vậy. Hãy về tự xử đi thì hơn. Lai Tuấn Thần nghe xong bủn rủn cả chân tay, biết cầu xin chỉ vô ích, bỏ lê dưới đất mà ra về, không còn chút hơi sức nào nữa. Khi Lai Tuấn Thần chết rồi, đột nhiên Hầu Tư Chỉ biến mất. Từ đó trở đi không ai biết tông tích của hắn ra sao. Hóa ra tên bán bánh ngoài chợ lại khôn ngoan hơn hết. Hắn biết tìm đường tháo chạy khi ngửi thấy mùi tử khí lảng vảng xung quanh. Sau khi hai tên đồ tể Chu Hưng và Lai Tuấn Thần chết rồi, Võ Tắc Thiên nhận được không biết bao nhiêu trình tấu xin minh oan, khiến bà cũng có lúc tỏ ra hối hận vì đã để cho bọn chúng lạm dụng hình phạt tàn khốc thẩm vấn quan lại. Hành động đầu tiên khiến triều đình chút bỏ được gánh nặng nơm nớp lo sợ là việc Võ Tắc Thiên cho gọi Ngụy Nguyên Chung và Địch Nhân Kiệt về triều, cho nắm chức tể tướng như cũ. Nhân việc này, Võ Tắc Thiên hạ chiếu cho tất cả những ai bị oan ức thì dâng biểu lên sẽ xem xét lại. Đa số tù nhân bị bọn Chu Hưng, Lai Tuấn Thần oán hại đều được minh oan và giảm tội. Nhờ vậy, đất Trung Nguyên được một thời gian khá dài, yên tĩnh trước khi biến chuyển sang giai đoạn mới. Thời kỳ suy tàn của triều đại Võ Chu, thời kỳ này có sự góp sức rất lớn của Địch Nhân Kiệt, nên khi ông mất rồi, phe phái thân nhà Đường mới củng cố và cùng nhau hoạch định đại sự là lật đổ nhà Võ Chu, trả lại ngai vàng cho Đường Trung Tông Lý Hiển. Có lẽ trong lòng Võ Tắc Thiên đã có chút hối hận về sự dung túng của mình, sau đó có lần nói với tất cả quần thần, ta xem các sứ tấu minh oan, thấy rõ rằng bọn Chu Hưng, Lai Tuấn Thần quá lạm dụng hình ngục, không phân biệt tốt xấu, ai cũng vu cho là mưu phản. Nay Chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều đã chết, nếu các ngươi biết ai còn oan ức thì cứ tâu cho ta rõ, hay còn có ai mưu phản nữa không? Binh bộ thị lang Diêu Nguyên Sùng nghe được câu này lập tức vào tâu, bẩm bệ hạ, trước hết người rơi vào tay bọn Chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều chết vì bị ghép vào tội mưu phản. Điều này khiến bệ hạ ngày càng lo lắng, lòng thể bất an. Nay Chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều đã chết thì thiên hạ ai còn dám mưu phản nữa. Bây giờ bệ hạ mới hỏi đến người oan ức thì chậm mất rồi. Tất cả họ đều không còn sống sót để mà hưởng cái ân đức của bệ hạ được nữa. Nghe vậy, Võ Tắc Thiên có vẻ hối hận, bởi dưới sự dung túng của bà đã có biết bao trung thần mất mạng trong tay của bọn phán quan hung ác. Số lớn là do bọn chúng vu cáo, tâng công với Võ Tắc Thiên, còn một số kiên cường nhất định chống đối với những hành vi của bọn Lai Tuấn Thần, Chu Hưng, nên bị bọn chúng tìm cách trừ khử. Điển hình nhất là Trung Thư Lệnh Ngụy Viễn Chung. Ông mấy lần bị bãi chức, bị lưu đày,
bị giam cầm tra khảo, vẫn ung dung sống trung thực với lý tưởng của mình đã đề ra. Khi Võ Tắc Thiên đã mất ngôi nữ hoàng đế, nằm hấp hối chờ chết, Ngụy Viễn Trung đã được triều đình gọi về. Ông được hân hạnh chứng kiến cái ngày tàn của Võ Tắc Thiên, ít nhiều công lý cũng đã thắng thế và người ngay thẳng đã được đền bù. Trong thời gian bọn Lai Chu Hạ Hầu tung hoành ngang ngược, vẫn có không ít quan viên thẳng thắn ra mặt chống đối bọn chúng, không hề sợ hãi cái chết chút nào. Điển hình nhất là quan thị lang Lưu Vệ Chi. Nhiều lần ông công khai tuyên bố là Võ Tắc Thiên phải trả ngai vàng cho họ Lý. Võ Tắc Thiên nghe biết việc này, hết sức tức giận, nên giao cho Lai Tuấn Thần điều tra. Hắn liền viết chat đòi ông đến trình diện thôi sự viện. Lưu Vệ Chi từ chối, phản bác rằng chat đòi không có dấu mộc của môn Hạ Tĩnh nên không có giá trị, cương quyết không đi đâu hết. Cuối cùng Lai Tuấn Thần phải tâu lên nhờ Võ Tắc Thiên giải quyết. Bà ta cũng không thể ép buộc, đành giao cho Đình Úy xét xử. Khá nhiều quan chức ở Đình Úy mến mộ ông, khuyên rằng chỉ cần rút lại lời nói phạm thượng ấy thì họ sẽ tìm cách giúp ông thoát nạn. Lưu Vệ Chi hiên ngang không chịu, cho rằng câu nói của ông hoàn toàn không có ý gì là bất trung hay phạm thượng. Việc trao trả ngai vàng về cho họ Lý là điều hoàn toàn đúng với lẽ trời. Dù bị tra khảo rất tàn tệ, Lưu Vệ Chi nhất định không theo lời mớm công khai ra đồng phạm làm hại đến người khác. Võ Tắc Thiên rất tức giận, nhưng trong tâm có lẽ cũng phần nào kính trọng thái độ ngoan cường trung thực ấy, ban cho Lưu Vệ Chi được chết toàn thây. Theo lời kể thì khi nhận được lệnh bắt tự xử, Lưu Vệ Chi vẫn còn điềm tĩnh ngồi viết một lá thư, đưa ra những biện luận vững chắc về lời nói của mình. Trước khi chết, Lưu Vệ Chi còn tỏ ra oai hùng hơn, xin được ngồi cùng với gia đình ăn một bữa cơm cuối cùng, sau đó sửa soạn khăn áo chỉnh tề rồi mới treo cổ tự vẫn. Riêng đại thần Hướng Ngọc Trung thì dùng quyền hạn của mình để lật ngược các bản án do bọn Lai Chu tra tấn ép cung để tha cho khá nhiều người vô tội. Võ Tắc Thiên ngoài mặt rất giận dữ bởi bà không thích những ai chống đối, biếm Hướng Ngọc Cung đi miền biên viễn, nhưng chỉ mấy năm sau lại xuống chiếu triệu về kinh, cho giữ những chức trách khá quan trọng. Nhờ vậy mà sau này Hướng Ngọc Trung mới phối hợp với những đại thần trung thành với nhà Đường như Trương Giản Chi, Thôi Huyền Vi, Hoàn Ngạn Phạm, Viên Thứ Kỷ, v.v. lật đổ được triều đại Võ Chu thối nát, hoàn trả Giang Sơn về cho họ Lý. Những sự việc vừa sủng ái vừa tin cậy Địch Nhân Kiệt với mức vượt ngoài dự đoán của mọi người đã phần nào chứng tỏ tình cảm của bà nữ hoàng vốn nổi tiếng vô thiên vô địa, không việc gì mà không dám làm. Một số đại thần và ngay cả người dân đều kết luận là Võ Tắc Thiên ít nhiều có lòng thầm yêu trộm nhớ người tể tướng ngang ngạnh và đầy tài năng này. Xét về mặt tình cảm thì Võ Tắc Thiên là thuyền quyên, Địch Nhân Kiệt là anh hùng. Việc nảy nở tình cảm là điều rất dễ hiểu. Chỉ vì đôi ngả có nhiều dị biệt nên mới giữ kín trong lòng mà thôi. Nếu Võ Tắc Thiên không phải là nữ hoàng, Địch Nhân Kiệt không phải là tôi thần, biết đâu trong cuốn Trung Hoa Tình Sử của nho gia Phùng Mộng Long đã có ghi thêm một chuyện tình lãng mạn. Vốn dĩ Địch Nhân Kiệt khá tuấn tú lại có tài năng vượt trội, nên việc Võ Tắc Thiên dành cảm tình đặc biệt với ông là lẽ thường tình của phụ nữ. Theo đồn đại thì có nhiều lần chính Võ Tắc Thiên cũng không kiềm được tâm trạng sôi nổi của mình. Khi thì ngấm ngầm có lúc công khai tỏ rõ tình cảm với Địch Nhân Kiệt, nhưng đều bị cự tuyệt.
Trong cuộc đời của Võ Tắc Thiên, chưa ai dám công khai nói rõ sự bất mãn của mình, chứ đừng nói gì đến cự tuyệt. Thế mà Võ Tắc Thiên không hề giận dữ, vẫn một lòng tôn trọng Địch Nhân Kiệt. Cho đến cuối đời, ông vẫn được bà nữ hoàng không kể cận bên mình, thì đủ chứng minh chỉ có sức mạnh của tình yêu mới làm cho tâm tính của Võ Tắc Thiên thay đổi lạ lùng như vậy. Tuy nhiên bây giờ họ đã về với Thiên Cổ, mối tình bí mật ấy có hay không? Hoàn toàn không ai có thể quyết đoán được. Tất cả đã đi vào dĩ vãng, nhưng không có nghĩa là mối tình thầm kín ấy không có thực. Một phụ nữ đa tính cách như Võ Tắc Thiên, nếu có người yêu trong mộng là Địch Nhân Kiệt, đồng thời thỏa mãn dâm lạc với người yêu dục tình là Phùng Hoài Nghĩa, thì cũng chẳng mâu thuẫn chút nào. Rất nhiều người sống một cuộc đời hai mặt, phải chăng Võ Tắc Thiên cũng vậy, nên khi chút hơi thở cuối cùng mới di chiếu để lại không lập văn tự trên mộ bia của mình. Bà ta hoàn toàn khác người, khi chết cũng khác biệt, nên bao nhiêu tình cảm chân thật nhất của bà đã bị chôn vùi theo lẽ vô thường của thiên nhiên. Mọi người có quyền ghi nhớ, nhưng riêng tôi nghĩ, dù là con người vô cùng tàn nhẫn, chắc chắn Võ Tắc Thiên cũng phải còn có chút điểm lương tri. Điểm lương tri ấy đã được biểu lộ bằng những tình cảm tha thiết trân trọng, như đã hành xử với Địch Nhân Kiệt. Hậu thế vốn chỉ xét Võ Tắc Thiên về tính cách tham vọng và xâm độc, vì vậy không thể nhìn rõ được những tâm tư sâu kín nhất trong lòng một người phụ nữ là lẽ đương nhiên. Hậu thế phần nhiều mô tả Võ Tắc Thiên như một quái vật có đầy đủ những tính xấu xa, từ độc ác, tàn nhẫn, dâm loạn, chẳng trừ một ai, cho đến tham vọng kỳ lạ nhất trong lịch sử Trung Hoa. Do vậy, Võ Tắc Thiên không phải là con người nữa, đó là một số phụ tượng trưng cho loài quỷ dữ. Thế nhưng nếu mối tình thầm kín của Võ Tắc Thiên là có thật, thì đây chính là phụ nữ tính còn sót lại trong con người của bà ta. Trong tất cả các loại tình cảm, tình yêu là mãnh liệt nhất, nên chỉ có tình yêu thật sự, Võ Tắc Thiên mới đối xử với Địch Nhân Kiệt hoàn toàn khác biệt như thế. Những cuộc nổi dậy của các vương tước họ Lý. Trong suốt quá trình Võ Tắc Thiên nắm quyền thế, từ lúc chiếm được ngôi hoàng hậu cho đến khi chính thức ngồi lên ngai vàng, triều nhà Đường trải qua hai cuộc biến loạn lớn do các vương tước họ Lý nổi dậy chống đối. Cuộc binh biến đầu tiên do người cháu nội của danh thần Lý Tích lãnh đạo vào lúc Võ Tắc Thiên vẫn còn ở ngôi hoàng hậu. Cuộc binh biến thứ hai là do chính bà ta phao đồn sẽ tung một mẻ lưới tiêu diệt toàn bộ gia tộc họ Lý khi đã ngồi trên ngai nữ hoàng. Chính Võ Tắc Thiên đã cố tình đẩy gia tộc họ Lý đến chỗ phải nổi loạn. Sự thâm hiểm của Võ Tắc Thiên quả là đáng sợ. Riêng cuộc binh biến đầu tiên do Từ Kính Nghiệp lúc đó vẫn còn giữ quốc tính họ Lý từ đời ông nội Lý Tính truyền lại. Quá bức xúc với thời cuộc, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, hai vị hoàng đế lên ngôi rồi xuống ngôi, khiến cho dân tình náo loạn. Những nho sĩ trí thức ngao ngán chẳng biết Võ Tắc Thiên toan tính định làm trò gì nữa. Hầu hết mọi người đều bênh vực cho Trung Tông và Duệ Tông, bởi hai người là dòng dõi chính thống còn lại của họ Lý. Riêng những vị quan còn trung thành với nhà Đường thì càng lo lắng hơn, bởi trước mắt Võ Tắc Thiên bắt đầu củng cố địa vị của mình bằng cách ban phong bừa bãi cho bất cứ người nào họ Võ. Chức tước còn được thăng tiến theo sự nịnh bợ có khéo hay không và tùy sự biểu lộ lòng trung thành của họ đối với Võ Tắc Thiên. Gia tộc họ Võ đương nhiên được ưu đãi hơn hết, chẳng cần học vị tài năng gì cũng từ từ leo lên nắm những chức vụ cao nhất trong triều. Có thể nói, Võ Tắc Thiên đã tạo ra một triều đình theo phương thức gia đình trị hoàn hảo.
Cũng có khi vì nguyên nhân đã giết quá nhiều họ hàng thân thuộc, nắm chặt được quyền chính trong tay. Nhưng chắc là Võ Tắc Thiên bắt đầu cảm nhận được sự cô độc bởi không còn ai thân thiết bên mình. Trừ những tên nịnh thần là vật cho bà lợi dụng mà thôi. Con người tàn nhẫn vô thiên ấy cũng có lúc hối hận. Vội vàng ban cho Võ Thừa Tự làm lễ bộ thượng thư rồi chớp nhoáng thăng lên tể tướng. Đồng thời Võ Tắc Thiên còn ưu ái với họ Võ mà trước kia bà thẳng tay tàn sát. Cho lập miếu thờ tổ tiên năm đời họ Võ ở Văn Thủy, ban phong tước hiệu rất rộng rãi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc tiểu thuyết Võ Tắc Thiên.